À, xin chào các bạn hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt ứng dụng thuế điện tử dành cho điện thoại di động viết tắt là iTax mobile thì đây là ứng dụng thuế điện tử dành cho à, cá nhân hiện nay ứng dụng đã được đưa lên chợ ch play của hệ điều hành android và apple store của hệ điều hành ios Trên hệ điều hành Android, các bạn sẽ vào CH Play. Sau đó bạn sẽ tìm kiếm là thuế điện tử iTax e Mobile. Các bạn nhấn là cài đặt. Bạn nhấn mở. Nếu mà các bạn đã có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế thì các bạn sẽ nhập mã số thuế và mật khẩu đã được cấp trường hợp chưa có tài khoản thì nó sẽ có hai cách sau cách thứ nhất đó là các bạn sẽ à, lên trên dịch vụ công quốc gia các bạn đăng ký và chúng ta sẽ sử dụng cái thông tin của thuê bao điện thoại di động thì đối với cách này các bạn có thể xem hướng dẫn ở trong phần mô tả video nếu mà các bạn đăng ký theo cái dịch vụ công quốc gia thì các bạn À, đăng ký thành công các bạn sử dụng ngay mà không cần phải đi đến cơ quan thuế. Trường hợp các bạn chọn đăng ký ngay ở trên ứng dụng iTax Mobile, các bạn sẽ nhập mã số thuế cũng như là cái mã captcha này và các bạn làm theo những cái bước ở trên màn hình. Tuy nhiên, đối với cách này thì các bạn phải đem chứng minh nhân dân cũng như là căn cước công dân đi đến cơ quan thuế gần nhất để được tạo tài khoản. Như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn cách cài đặt ứng dụng thuế điện tử dành cho di động. Ứng dụng này dành cho các cá nhân. Nếu bạn có vướng mắc gì các bạn hãy để lại trong phần bình luận video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.